chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. thì ở dưới quê á có một cái món đó là món cháo lá dứa quý vị. mà cháo lá dứa thì mình ăn kèm gì hộp dịch muối. thì cái đó là nó đúng bài luôn quý vị. Ơi. mỗi lần bệnh vô là mình phải ăn một chén cháo lá dứa với lại gì à, một cái trứng hộp dịch muối mình bổ đôi ra đúng không? ăn rất là ngon mà mau hết bệnh giải cảm. thì à, bây giờ quý vị cái câu chuyện ngày hôm nay Neo 10 xin được mời quý vị mình nghe qua về một cái cuộc đời thân phận của cái chị này tên là Hương bán cháo trắng chỉ có bán ba loại cháo quý vị đó là cháo trắng nè cháo lá dứa nè và cháo đậu đỏ thì nếu mà quý vị tới đằng tiệm của cái chị Hương bán cháo này nè chị quý vị tới quý vị sẽ nhìn thấy cái ở trên cái, cái 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 tiệm của chị ngay chỗ cái miếng kiến đúng không là ngay chỗ cái tủ kiến ở bên trong á là nó có ba nồi cháo ê hề hề ở phía bên trong luôn ba nồi cháo khổng lồ đó cộng thêm là phía trước á, là chỉ trang hoàng cái 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 chỗ quầy cháo của chị đó là nào là có dưa mắm nè rồi ba khía nè hộp dịch muối nè ba khía trộn sẵn nha quý vị rồi hộp dịch muối nè rồi xong rồi là còn thêm cá cơm kho tiêu cá bóng kho tiêu cá lóc kho tiêu rồi thịt kho tiêu ui tụm lum ít trơn á quý vị ơi rồi trà bông cũng có thấy không trà bông cũng có luôn rồi cải xá bấu có luôn nói chung là ở đó là thập cẩm chi khê những cái mà để mình ăn gọi là uh, topping á mà để mình ăn chung với cháo đó thì cái tiệm của chị hương này á nó như thế nào mà cái câu chuyện ngày hôm nay nêu mười á mời quý vị đến cái tiệm cháo trắng của chị hương thì bây giờ Nêu mời xin được vào trong cái câu chuyện cuộc đời của chị Hương này luôn Bây giờ mình nói thì mình phải nói có căng có cội Mình phải quay trở về quá khứ của chị Hương này Thì chị Hương này nói thẳng chút xíu Cái tính Nêu Mười thì có sao nói vậy Chị Hương này chỉ xấu lắm quý vị ơi Hồi xưa đó, hồi xưa thôi nha Nêu Mười đang nói về quá khứ mà hồi xưa chỉ rất xấu Thì về hoàn cảnh gia đình của chị Hương nói chung là nó cũng hơi phức tạp Ba má của chị là sống trong một cái khu Đó là khu xóm nước đen ở dưới quê mình đang nói là ở dưới quê nha chứ không phải ở sài gòn thì ở đâu á, nó cũng sẽ có một cái khu gọi là khu xóm nước đen thì ở đây á, anh chị mình đừng có nghĩ là mình kỳ thị gì hết trơn á mà cái này là tại vì người ta gọi khu xóm nước đen nó đơn thuần là tại vì ở đó đó là nó có một cái con kênh nó đen nghìn ví dụ một cái con kênh nước á nó đen thù lùi giống như cái kênh nhiêu lọc thì cái kênh nó nó nhỏ nhỏ thôi không nó nó chạy dọc ở trong cái xóm đó người ta gọi là xóm đó là xóm nước đen chứ không phải là mình phân biệt ở đây là xóm nghèo xóm giàu quý vị nha Quý vị cũng mình cũng không khinh thường đâu Tại vì trong những cái khu xóm nước đen cũng có nhiều nhà lầu lắm quý vị à Thì ở trong cái khu xóm nước đen này nè Là ba má của chị Hương Ba chị Hương làm nghề đạp xích lô bao bánh Đạp xích lô có, đạp bao bánh có Ở nhà ổng có hai chiếc thấy không Là ai mà thuê ổng mà thồ đồ, chở đồ á Dọn nhà đó là ổng chạy chiếc bao bánh mà nếu mà ai mà có nhu cầu là nhờ ông chở mấy cái đồ mà cắt cụm ít ít thôi Hoặc là chở cho mấy cái bà mà đi bán ngoài chợ đó là ổng sẽ đạp xích lô thì ba của chị Hương là có được hai chiếc xe trong tay để mà làm làm cái nghề của ổng để mưu sinh còn má của chị Hương á là cái người khởi sướng ra đầu tiên nó không phải là cái món cháo cái gì mà đầu tiên nó là cái quán nuôi đó nêu mười kể là có căn có cội đàng hoàng đầu tiên là má của chị Hương á là bà mở ra một cái hàng ăn nhưng mà cái hàng ăn của bà nó chỉ là gói gọn đơn thuần thôi một cái hàng ăn đơn giản chứ nó không phải là hoành tráng như bây giờ là cái hàng cháo của chị chị Hương mà nó ê hề hề một cái tiệm lớn vậy mà nó hồi trước ấy, nó chỉ là một cái giống như cái xe xe đẩy bán uh, nuôi thôi nó là bán ở trên cái chiếc xe đẩy của gì là nó chỉ có một cái nồi nhỏ nhỏ bán nuôi nè rồi uh, bán uh, hủ tiếu xương nè hủ tiếu nuôi nói chung mà cùng một cái nồi nước lèo đó là mình ăn vừa hủ tiếu cũng được bún mọc cũng được mà nuôi cũng được mà mì cũng được á đại khái là một nồi nước lèo là mình ăn được với nhiều cái thứ ở trong đúng không thì má của chị hương là hồi xưa là bà đó bà có cái hàng ăn là nhỏ nhỏ ở trên cái xe vậy thôi quý vị và mỗi ngày là bà sẽ đẩy cái xe đó ra ngoài đầu cái đầu cái con hẻm nước đen bà đẩy cái xe đó ra đầu ngoài cái ngõ hẻm nước đen để mà bà bán cho những cái xe đi qua lại qua lại ngang qua cái xóm nước đen quý vị không là sáng là dân đi làm hay là những cái người mà lao động người ta mua đồ ăn sáng đó là bả bán rất sớm tầm 4 giờ mấy 3 giờ mấy 4 giờ là bả dọn hàng ra bả nhóm than lên rồi. Thì sau đó vậy là coi như á là hồi xưa chị Còn Hương á là trong gia đình của chị á là gia tài ba má chỉ có một mình chỉ là con gái thôi, một đứa duy nhất. Thì à, hồi nhỏ đó là đặt tên cho chị, ba của chị đặt cho chị hai cái tên. Tại sao nếu mọi nói là đặt hai cái tên? Thì quý vị biết hồi xưa là làm cha làm mẹ, làm ông làm bà thường hay đặt tên là đặt trước cái ngày nó sanh. Sau này thì người ta kiêng sau này thì nhiều khi một số người người ta cử quý vị người ta kiên người ta sợ là mình đặt tên trước như vậy nó không có may mắn sợ là nói chung là nó có cái điểm không tốt cho nên là nhiều người người ta để chừng nào mà cái thai trong bụng nó to to tầm tầm gần xanh người ta mới bắt đầu nghĩ ra cái tên để người ta chuẩn bị xanh là có con, lua, con vừa chào đời là có tên liền là chừng nào cái thai trong bụng nó to to đó bảy tám tháng người ta mới dám đặt tên còn cái kiểu như ngày xưa đó là mình nôn nao nôn nao quá không à, cái tâm lý làm cha làm mẹ lần đầu được được làm cha làm mẹ nó nôn nao lắm là vợ vừa cấn bầu cái là hai vợ chồng nghĩ gác tay lên trán nghĩ ra cái tên cho con mình liền là để đó sẵn luôn cho tới cái ngày mà chừng nào mà bụng bả to cho tới ngày ba đẻ là đẻ ra là có tên luôn thì đặt á, là một số người người ta sẽ đặt nè đặt hờ trước tại vì hồi xưa đó thì khám á, là khám bằng mụ khám bằng nắng nót bằng tay nó không có biết được cái vấn đề là gái hay trai còn ngày nay á, là nó công nghệ siêu âm 3D, 4D đồ này kia nó hiện đại rồi mình không nói Còn hồi xưa nó khác quá gì siêu âm màu đồ Còn hồi xưa hồi xưa là chỉ có khám bằng mụ thôi Thì má của chị Hương này nè là có bầu chị Hương Thì lúc đó là không biết trai hay gái đi Thì cái ông ông ba của chị Hương á Ông mới nghĩ ra hai cái tên Nếu mà là con trai á, thì đặt tên là Hiệp Mà nếu mà là con gái thì đặt tên là Hương Đại khái là ông thích nó lấy cái tên chữ H của gì Tại vì cái chữ H á, cái tên mà chữ H á, là nó giống tên của bà vợ ổng ổng thương, ổng thần tượng bà vợ ổng lắm cho nên ổng mới lấy cái tên có cái chữ H của vợ ổng ở trong cho nên ổng mới thay lấy là tên Hiệp nè là con trai mà nếu mà con gái là đặt tên Hương thì quý vị biết không trong đầu của cái ông này là ổng nôn nao ổng mong là có con trai mặc dù là ổng dự liệu là ổng đặt tên là Hiệp và Hương là trai và gái nhưng mà ổng dự dự là dự như vậy thôi nhưng mà trong bụng của ổng nôn nao ổng mong á ổng đếm từng ngày từng giờ Và ổng cầu xin thần phật á là cho ổng đẻ ra được đứa con trai vợ ổng đẻ được đứa con trai ví dụ ổng mong là có ổng hiệp chứ ổng mong có ổng hương thì ai ngờ đâu tới ngày bả bả bụng cơi nới rồi bắt đầu tới ngày mà bả vỡ ói bả xanh thì ổng cứ đứng ở ngoài trước cái phòng của bà mụ ổng cứ đi tới lui ổng chắp tay ổng khấn ổng dái làm bèm làm bèm trong miệng giá cho À, con trai đi con trai đi con trai đi con trai con ăn chay một tháng quý vị không thì ổng đứng không vái vái vá vậy đó quý vị thì ai ngờ ở trong nghe oe oe, oe lên thì ẩm nhỏ ra ai ngờ đâu cái bà mà bà hộ lý bà đỡ đẻ đó bà mới ẩm ra mới nói, rồi con trai chúc mừng anh nha con trai thì tại vì nhìn cái mặt giống con trai nhưng mà ai ngờ đâu khui ra cái hàng ở dưới nó con gái quý vị ơi thì là cái bà đó bà mới bà đó giống như là lúc bà bà giật ra thì giật cái mặt ra trước không cái tay cái cái chân cái phần dưới nó ra sao thì thành ra là lúc đó là bà kiểu như bà hộ lý bà vội vàng quá bà nói trời ơi mừng quá con con trai rồi con trai cái mặt giống con trai ai ngờ tới chừng nó ló cái phần dưới ra à, kéo tới cái phần dưới ra quý vị thì ai ngờ đâu là cái chèm chèm bẹp quý vị ơi cái chèm bẹp thì coi như là lúc đó là coi như là bà nói thôi tôi xin lỗi anh nha bà hộ lý quý vị bà nói ông, ông 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 bà bánh bà nói thôi tôi xin lỗi anh à, tôi xém nói anh là có con trai anh ăn chay một tháng rồi thôi kệ nói chung là xí xá vậy anh không có duyên ăn chay ở cái này con gái anh ơi thấy không thì ông này ông buồn quá vậy ông buồn ra nước mắt hồi lúc đầu ông vui ông vui cười ra nước miếng mà giờ ông nghe khúc này ông, ông buồn ra nước mắt luôn thì ông mới nói với lại à, bà bà hộ lý ông nói à, thôi kệ đi gái hay trai gì cũng được tôi đã dự trù sẵn tên này con hương à, con tôi tôi đặt tên hương thì uh, lúc đó vậy là coi như là nhìn uh, cái gương mặt rất giống con trai của gì chị Hương hồi còn nhỏ đó hình của chị hồi nhỏ nhìn cái mặt giống con trai lắm thì coi như là lúc mà uh, hai vợ chồng á, đưa con về nhà lúc đó là ông ông ba bánh nè à, là ông ông chồng uh, ông ba của chị Hương á là gọi là ông ba bánh quý gì thì cái ông này là ông mới tối ngày ông mua đồ mấy cái áo thun ba lỗ với quần uh, quần đùi á y chang như mấy cái đồ bộ đồ thể thao của con trai ông mua cho thằng uh, con Hương nó mặc không à ông không cho nhỏ mặc uh, đồ con gái xong rồi càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn á, thì ông uh, ba bánh này ổng cứ đưa nhỏ ra ngoài mấy cái tiệm tóc mà tiệm tóc mà ổng hay hớt á mà quý vị biết hồi xưa tiệm tóc mà hay uh, tiệm, mấy cái tiệm tóc ở dưới quê ngày xưa là toàn là hớt tóc nam thấy không ít có tiệm nào là hớt tóc nữ lắm à, điếm trên đầu ngón tay đâu đó được hai ba tiệm còn lại là toàn là mấy cái tiệm nhỏ 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 hớt tóc nam mà nhiều khi có mấy cái tiệm hớt tóc dạo nữa thì toàn là hớt nam không mà vô là đẩy, lấy tông đơ là đẩy thì cái ông ba bánh này nè ổng mới xúc con hương lên trên xe ổng mới nói uh, cha chở con đi hớt tóc ổng mới đưa nhỏ vô trong cái tiệm cắt tóc nam của ổng á ổng kêu cái người cái thằng thợ á là mày lấy cái tông đơ mày đẩy chấn ngang chấn ngang vậy đó à, kiểu tém tém vậy đó là coi như chị hương á là tuổi thơ của chị lên tới lớp 4 luôn quý gì là chỉ có tóc tém thôi là tới 9 tuổi luôn cứ tóc tém tóc tém làm tới chín mười tuổi luôn tóc tém làm tới thì à, lúc đó gì là tầm tới 10 tuổi là bắt đầu là chỉ biết uh, xí sọn rồi chỉ mới trổ ra cái tính xí sọn chị mới nói với má chị chứ nói con không muốn để tóc tém nữa con muốn để tóc dài quý vị không thì uh, từ lúc đó trở về sau là chỉ khóc quá cho nên là hai ông bà mới không ép uh, đẩy tông đơn nữa mà sau đó là cho để tóc dài đó là lúc đó chị Hương mới tóc dài nhưng có một điều là cái mặt chị nó xấu à, nếu mà nói thật hồi nhỏ cái mặt chị Hương xấu dữ lắm mà đã dậy răng cỏ còn xịu xạo nữa thì dòng cái thứ hồi xưa dưới quê mà đâu có biết nha khoa là gì đâu có biết bác sĩ là gì hồi xưa mà mỗi lần á mà đi học ở trên trường á mà định kỳ ở trong lớp là có cái bà cô do cái bà đó giống như là nha sĩ đi lên trên lớp để kiểm tra răng tổng thể của mấy cái đứa học sinh ở trong lớp đúng không là hồi hồi xưa đó là nó hay có cái chưa cái hay có cái kiểu mô tiếp vậy là tới cái giờ ra chơi đó, là sẽ có cái cái cô nha sĩ của vô trong lớp là cô nha sĩ đó cổ chỉ làm cổ cổ có một cái phòng nha nhỏ nhỏ nó nằm ngay dưới cái chỗ hội trường của trường luôn là cô nha sĩ đó cô sẽ lên cô kiểm tra từng lớp hôm nay cô kiểm tra hai lớp này ngày mai cô kiểm tra hai lớp kia và cứ chia điều vậy đó mỗi lần kiểm tra như vậy thì đứa nào răng lung lai răng sửa lung lai là một hồi nữa cuối giờ tan học á là sẽ ghé qua phòng nha sĩ của cô dưới hội trường đó là cô nhổ ra luôn còn nếu mà có trám sâu trám trám gì đó thì cô xuống dưới đó bả chấm bả chấm vô luôn bả chấm hàng vô luôn là ngồi ngày xưa làm răng theo kiểu đó gì cho nên là học sinh nó ám ảnh nó sợ làm răng dữ lắm quý vị ơi mỗi lần mà nghe nói trời ơi cái răng sữa này xuống dưới là một hồi tan học xuống dưới nhổ là nó nghe nó sợ lắm mà bây giờ nếu không xuống dưới nhổ á về nhà đó thì cũng bị ba mẹ bắt lấy sợi chỉ quấn vô giật ra nó còn đau đớn hơn quý vị không thành ra là kiểu gì á nó cũng khổ rồi thôi thà là để bà nha sĩ bà làm mình khổ một lần thì thôi quý vị không là coi như là ta nói cái đó là tuổi thơ dữ dội đó tuổi thơ dữ dội quý vị nha thì cái chị hương này nè chỉ sợ nha sĩ lắm chỉ sợ tới cái bà nha sĩ đó mà chị cũng sợ về nhà má của chị với ba chị giật răng thành ra là chị cứ tự á chị cứ tự kiểu như là má chỉ có nói nè bây giờ mày sợ tao đụng vô mày sợ cha mày đụng vô vậy mày tự mày lấy tay á mày thò vô mày lung lai lung lai chừng nào mùi mày tự giật ra đi mày tự mày làm mày nương theo ý của mày 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 không cho ai đụng vô mày khó quá thì thôi mày để mày tự mày làm thì má của chị hương mới để chị hương tự lấy tay lung lai lung lai quý vị không tự lai tự lai rồi tự giật thì bà này bà la rồi xong bà giật ra mà bà giật đâu dứt khoát con nít mà quý vị giật làm sao mà dám dứt khoát không nó giật nhẹ nhẹ xong gật đầu nó lại rướm 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 siro có đầu xanh mày xanh mặt lên nó rướm siro rồi nó thấy nó hết mà hồn rồi quý vị nó xanh mày xanh mặt lên cái đứa đầu khóc khóc xong cái hết khóc có đầu lại lung lay lại giật cứ vậy đó thì tới chừng mà cái răng sữa nó rớt rớt ra được rồi quý vị nha là coi như nó lung lay từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cái răng sữa nó mới rớt ra là quý vị biết rồi là lúc đó là coi như cái nú nó tày quầy luôn là tại vì sao nó cứ cái kiểu nó giật ra xong cái nó khóc rồi nó ngưng nó ngưng cái hồ cái nó giật ra nó cứ làm tới làm lui rồi nó giật không đúng thế quý vị không thành ra là cái chỗ cái nú đó nó lem nhem lem nhem nó tày quầy luôn đó à, mình nói vậy á thì coi như là sau đó vậy là cái chỗ vị trí răng sữa đó một thời gian sau á là có thể là nó mọc ra cái răng cái răng vĩnh viễn mới nhưng mà có điều là nó mọc ra nó sai tư thế quý vị nó không có nó mọc đúng tư thế thì ta nói là răng cỏ của chị hương này nó xịu xạo xịu xạo tà le hụt may ở trên á, nó xấu lắm mặt xấu mà răng cỏ cũng xấu luôn đó thì cứ như vậy quý vị thì chị hương này á, xác định là về lớn tuổi chắc chị này chị ế đúng không nhưng mà không con người ai cũng có cái số dép dài nó còn có số mà đúng không quý vị dép dài có số hay không cái gì nó cũng có ni có tót hết trơn á thì bây giờ là cái số của chị hương á nó không có giống như cái số mà mình đang suy nghĩ đâu À, thì bây giờ là người ta nói là ba chìm bảy nổi chín lên đên nhưng mà bây giờ cuộc đời của chị là hồi nhỏ là chìm đó rồi à, bây giờ là chưa 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 tới cái khúc bảy nổi mà bây giờ nó tới cái khúc lên đên không là chị này là bây giờ là ba chín còn cái số 7 của chị hương đâu rồi đúng không thì bây giờ chưa đâu từ từ nêu mười sẽ đưa cho quý vị lên tới số 7 của chị hương thì à, bắt đầu cái vị thì cái chị hương này nè chị cũng thấy là bản thân của mình ở dưới quê nhiều người cũng chơi sao mà mày xấu quá vậy hương mày xấu quá giờ hương tại vì chị hương chỉ càng lớn á chỉ đi đâu ai cũng chơi chỉ xấu hết trơn á mà quý vị biết giọng thứ mấy bà thím dưới quê nói thật à, cô sáu cô bảy cô tám dưới quê tao nói thiệt lòng lắm thiệt thà thà lắm cái gì chứ mà chê tao nói chê thà chê tạc nước sôi luôn cái ông có sao tao nói vậy người mày ơi bây giờ được lòng trước thì mít lòng sau thì thôi mày cho tao được cái là cho tao mít lòng trước luôn được không thấy không mít lòng trước rồi mít luôn lòng sau không thì mấy bà này mấy bà mới nói thiệt để mà nói hương ơi tao nghĩ mày á gia đình mày khổ quá chắc không thể nào cho mày tiền đi phẫu thuật sửa mặt được đâu mà bây giờ mày sao sửa được cái mặt mày giờ vậy mà sửa chắc chỉ có đập đi xây lại thôi cái gì không chứ cái mặt tiền mà nó dày chỉ có sửa lại tổng thể thôi con chứ giờ cái mặt của mày dày mũi thì xẹp tẹp lét à mà bây giờ răng cỏ thì xịu xạo cái ngắn cái dài cái xỉa ngang cái xỉa dọc rồi bây giờ á đã vậy rồi á mắt á mà nói chung là ngủ quan của mày nhìn nó cũng không hài hòa nữa trời ơi mấy cái bà cô sáu cô tám thì mấy bả nói thiệt tình quá đi mấy bả bôi bác người ta như là bôi lọn nghẹ luôn á không thì bây giờ là cái chị hương này chị nói chị hương này nói chung là chị đã sống ở trong cái khu xóm nước đen này cho nên chị đã hiểu được rồi chị đã hiểu được là những người này thường hay nói chung là xề xì, xìa chuyện nhà người ta nói này nói kia không chị biết thì chị mới nghe xong chị cũng nói thì cần gì phải sửa sửa không chi chỉ chấp nhận với cuộc đời của chị với cái gương mặt đó và chỉ chấp nhận là chị sẽ sống như vậy cùng với ba má chỉ tới trăm tuổi già để phụng dưỡng ba má chị luôn chị mới nói với mấy người ở đó chỉ nói là cố tình để cho mấy bà đó khỏi nhiều chuyện nữa chị mới nói à, à, con đâu có sửa con đâu có ý định sửa đâu mà mấy cô lo cho con thấy không mấy cô lo giùm thai cho con luôn vậy con đâu có ý định sửa đâu con định là để vậy luôn kệ cứ để vậy đó xấu vậy như chung vô diệm vậy đi rồi xong rồi cái mốt á không ai lấy hết trơn mốt già con ở cha mẹ con trăm tuổi già con có thể lo cha mẹ con trọn trọn trị, trọn trọn vẹn chứ bây giờ con lấy chồng thời gian đâu có thể sạc tới sẹt lui lo cho ba má được mà bây giờ ba má có một mình con à thì bây giờ thay vì ông chồng bây giờ ông chồng chồng con con không có thì bây giờ con làm tròn chữ hiếu được một người con thấy không thì sau khi mà chị hương chỉ nói vậy xong á thì mấy bà thím này hết nhiều chuyện tại vì chỉ nó hợp lý không thì thôi bây giờ là coi như nó là một đứa con có hiếu nó chấp nhận cái gương mặt nó xấu để nó không lấy chồng để nó ở với ba má nó là một đứa con có hiếu phải không thì mấy người bà đó không nhiều chuyện nữa nhưng mà cuộc đời đưa đẩy đẩy đưa thì một ngày hôm đó vậy thì ba của chị hương á là ổng ổng nói chung là đàn ông mà thì cũng phải thỉnh thoảng ổng cũng không, cũng không thỉnh thoảng đâu nói chung là cũng thường thường khi ổng cũng hay nhậu lắm vì gì lúc nào cũng vậy ở trên chiếc xích lô ổng lúc nào cũng có treo một cái chai rượu đế lủng đẳng lủng lẳng là coi như là hễ mà bữa nào mà đi đạp xích lô xong á là chiều chiều là rủ mấy ông bạn á là tạ hù đôn xuống ngồi ngay dỗ dọc hành lang nào đó rồi bắt đầu ngồi bệt ở dưới luôn ngồi bệt ở dưới đó rồi nhậu không nhờ mua một chút mồi mua một chút khô rồi ngồi nhậu với nhau lay ra vậy đó thì lúc nào ổng về cũng trong cái trạng thái là ổng chến choáng ổng xỉnh rồi thì cái ngày hôm đó có người mới chạy lại thì quý vị biết cái dưới quê giọng thứ quê nó gần mà nó nhà này gần nhà kia ai cũng biết ai á. Thì uh, ngày hôm đó là má của chị Hương á mới đang bán cái uh, xe nuôi. Thì chị Hương mà chị mới đứng phụ má chị. Thì có cái người uh, mấy cái người uh, có một cái thằng đó nó mới từ xa chạy lại nói uh, uh, nói tên má của chị Hương không? À uh, cô, ơi, cô 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 ơi, bây giờ chồng của cô á uh, này kia bị uh, tai nạn ngay chỗ cái góc uh, ngay chỗ cái góc uh, đình uh, vậy 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 quý vị không? thì cái bà này bả nghe vậy xong á bả mới nói vậy thôi con ở đây con canh con canh tiệm con đứng bán thay cho má má chạy đi má leo lên xe cho thằng này nó chở ra đó coi ba mày làm sao thì trong đầu á là má của chị hương cứ nghĩ là ổng sỉnh sỉn thì chắc là ai dướng chạy ngang rồi dướng thì xúc ngang chiếc xe xích lô ổng chắc dướng vô chiếc xích lô của ổng ổng ngã ngang thôi quý vị không chứ đâu có biết là tai nạn là nó lớn tai nạn nạn là nó nặng đâu quý vị cứ tưởng là ổng chỉ là say sát thôi tai nạn kiểu dạng ngã ngã, ngã chiếc xe xích lô chắc là chỉ đè lên người ổng rồi ổng chắc là ổng cũng chỉ thôi chấn thương nhẹ nhẽo phải không ai ngờ đâu ra tới nơi thấy ổng nằm á ổng chờ ổng nằm mà muốn thiếu điều là dạng như là bất tỉnh nhân sự thì hốt xuống dưới bệnh viện quý vị là lúc đó là coi như bác sĩ người ta nói ổng là hôn mê hôn mê xa hôn mê gần luôn hôn mê sâu luôn thì uh, lúc đó là do ở dưới đạp xích lô thì ai đâu đổ nóng bảo hiểm cái gì thì do là cái cú té đó người bị cái chiếc xe nó hút vô thì cái chiếc xe nó hút vô cái xe xe tải hàng mà che xe, xe tải con á nó hút vô cái chiếc xích lô của ổng đi cái thành ra là ổng té văng ra xa quá còn cái đầu ổng giống như là nó va đập xuống dưới đường đó quý vị thành ra là nó bị hôn mê sâu luôn nó bị uh, tích tụ si rô bầm quý vị thì uh, sau đó vậy là coi như bây giờ á uh, ba của chị hương không còn sức lao động nữa cho nên là bây giờ trong nhà đó vừa phải gì phải lo cho ba vừa phải lo cho phụ mẹ để mà gánh giác kinh tế tiền thuốc men cho ba nữa rồi phải để bà nằm trong bệnh viện theo dõi thì mình phải trả tiền thuốc men tiền giường bệnh tiền qua đêm tiền thuê tiền mọi thứ đủ nói chung tất tần tật những cái tiền mà để cho ba nằm ở trong bệnh viện để người ta theo dõi không là mấy tháng trời ở trong bệnh viện theo dõi đó là tiền đó ở đâu một mình cái xe nuôi không thì làm sao đủ xây sở thì chị hương chỉ mới nói với má chị á thôi bây giờ ông ấy là năm đó chị hương chị cũng 16 tuổi rồi quý vị chị mới nói à, thôi ông ấy là bây giờ con á đứng phụ má bán nuôi á mà cũng được một thời gian con cũng học hỏi được kinh nghiệm của má bây giờ nêm nếm đồ này kia là nấu đồ ăn đồ này kia con nêm cũng ok lắm bây giờ con cũng tự tin nếu mà má cho con làm á thì con thấy ở dưới quê này á chị hương này chỉ khôn lắm nha nói chung là ông trời cũng không lấy ai hết cái điều gì nếu mà nói gì rồi ông trời cũng không lấy ai hết cái điều gì ổng lấy đi cái sự không đẹp của chị hương nhưng bù lại ổng cho chị hương có cái lời ăn tiếng nói nó khôn khéo với lại cái đầu óc á nó biết kinh doanh em nói gì rồi cái gì nó cũng có quy lực bù trừ còn có nhiều khi ông trời ông cho nhan sắc nó đẹp sắc nước hương trời lắm nhưng mà nhiều khi cái đầu nó hơi kiểu dạng như là à, không có được thông minh à, không có được thông minh không được không khéo nó cũng nói nói chung là nó ít khi nào nó có cái sự tròn trịa đúng vậy nó phải có một cái gì đó khuyết điểm với ông con người mà cái gì nó cũng có khuyết điểm chứ làm sao mà hoàn hảo được thì chị Hương này là không có cái vẻ ngoài đẹp thôi tướng tá dung dung mạo không đẹp thôi nhưng mà được cái có cái đầu óc và cái lời ăn tiếng nói nó rất ok chị mới nói với má chị chứ nói à, không mấy giờ con à, đi à, chợ ở trong cái à, khu này nè ở trong cái khu xóm này á là coi như vòng vòng quanh khu vực này con thấy á là không có được mấy cái tiệm mà bán cháo mà có đi chăng nữa đó thì tiệm bán cháo có đi chăng nữa nó chỉ bán những cái món mà căn bản thôi thí dụ như là cháo cháo trắng là cháo trắng thôi rồi hộp vịt muối thôi rồi ví dụ dưa mắm thôi tức là nó bán những cái món căn bản thôi còn những cái mà nó biến tấu á ví dụ như là à tép sang à, rồi giống như là cá bóng kho tiêu hay là cá cơm kho tiêu hay là ba khía này kia những cái đó là biến tấu thì ở đây nó không có thì bây giờ con có một cái suy nghĩ là bây giờ cái gì mình cũng tự làm tại nhà luôn thí dụ ba khía mình cũng mua rồi mình tự trộn tại nhà luôn mình trộn theo cái khẩu vị gia vị của mình luôn mình làm cái nước sốt trộn ba khía của mình đặc sản của mình luôn không đụng hàng với ai để mà sau này mình có mở ra hàng quán người ta có muốn nhái lại người ta cũng không nhái được cái khẩu vị của ba khía của mình rồi ví dụ như một số ví dụ như là cá bóng kho tiêu nè à, cá cơm kho tiêu nè rồi thí dụ như là cải xá bấu nè là những cái đó là mình làm theo cái gia vị của mình luôn mình không làm theo ai dưa mắm mình tự ướp luôn nói chung là mọi thứ là đều nhà làm thì lúc đó là bảo đảm mà cái quán cháo nhà làm của mình nó sẽ bắt đầu là được mọi người người ta quan tâm nhiều hơn đúng không và nó đa dạng món hơn thì những cái người mà người ta ăn cháo trường kỳ á người ta bệnh người ta ăn cháo trường kỳ thì người ta sẽ không có còn ngán nữa quý vị không chị hương chứ rất là khôn quý vị không chỉ có đầu óc kinh doanh quý vị không chỉ nhìn vô thì chỉ biết bây giờ thí dụ như một năm 12 tháng ít nhiều gì người ta cũng mỗi một đợt không bệnh không cảm thôi cảm cái cũng kéo dài cả tuần lễ 10 ngày đúng không thì trong thời gian đó cái miệng người ta biến ăn người ta ăn không được thì cái mà người ta ăn mà nó dễ chịu nhất mà cái bụng người ta dễ tiêu nhất là cháo thì bây giờ ăn cháo thì người ta rất là ngán mình đánh vô tâm lý người ta ăn cháo thì nó rất là mau ngán ăn một ngày thôi là đã ngán rồi huống chi qua ngày thứ hai nhưng nếu như cháo mà nó có cái topping đi kèm mà rất là ngon á thì chắc chắn là nó sẽ bắt mồi, hiểu không? Nó bắt mồi là người ta ăn người ta đỡ ngán hơn rất là nhiều và người ta có thể đổi món liên tục như người ta ăn trong suốt một tuần 10 ngày đó. Thì chị này chị rất là thông minh. Song song bên cạnh đó đó quý vị thì chị cũng biến tấu thêm á là ngoài cái cháo ra thì chỉ bỏ thêm ớt bột khô á nếu mà đi kèm nếu mà ai muốn ăn á, thì rắc cái ớt bột khô vô trong cái cháo đó trộn lên thì nó có hơi cái vị cay cay, cay the the rồi cái vị mà hơi mặn mặn của cái ớt bột khô có trộn gia vị là bảo đảm nó rất là ngon nói chung là chị hương này chứ khôn lắm cái gì chỉ tính toán chi ly chỉ làm chỉ quánh vô tâm lý của cái người mà người ta ăn uống không thực khách thì cuối cùng là má chỉ nghe con mình nói trời ơi bà má bà cũng ngạc nhiên Tại vì bà má bả nay thấy hồi nào giờ bả chỉ dạy nó cái cách nêm nếm nấu ăn thôi. Chứ bả đâu có dạy nó cái cách kinh doanh, bả cũng đâu có dạy con mình cái cách mà nó biết uh, lèo lái thế này thế kia. Đúng không quý vị? Thì lúc này bà má bảo nhìn chị Hương bằng một cái ánh mắt trầm trồ, bả không ngờ là con gái mình á nó lại khôn như vậy. Sao hôm nay con gái mình nó nó thông minh vậy ta? Tại hồi nào giờ chị Hương chứ đâu có đâu có nói vậy. Thì uh, lúc đó vậy bà má của chị Hương mới tự tin mới cho chị Hương mở một cái tiệm uh, cháo bả mới nói thì cái tiệm cháo ban đầu á nó cũng chỉ đơn thuần là thay vì cái xe bán nuôi của má chị hương đúng không thì kế bên nó có một cái xề bán cháo riêng à, là có một cái xề bán cháo riêng thì lúc đó chị hương chỉ chỉ có bán duy nhất một món đó là cháo lá dứa thôi chứ chỉ không có bán như, như hồi nãy mà nêu ngồi nói ở đầu video mà nó có cháo trắng nè rồi nó có cháo đậu nè nó không có hồi xưa là chỉ có bán duy nhất một món đó là cháo lá dứa thôi thì khi mà chỉ bắt đầu cháo lá dứa và một số những cái món topping mà chỉ biến tấu á thì tự nhiên bắt đầu á người ta ra mua cho con ăn nè buổi sáng nào người ta cũng ra mua cho con mình ăn rồi nhiều khi là mua cho ông bà già ở nhà lớn tuổi ăn nè bụng dạ yếu nè uống thuốc vô cào nè người ta ăn không được cơm nè người ta ăn cháo là coi như cái xề cháo là bán ngày nào là hết trọn vẹn ngày đó luôn vét sạch sẽ không còn dư một miếng nào gì trong khi đó cái xe nuôi của má chị thì từ từ nó cũng ế đi. Mà bây giờ người ta chỉ nghiêng qua là mua cháo mua cháo của chị thôi mà. Thì má chị mới nói gì thôi nếu vậy tao không bán nuôi nữa. Tao bán nuôi cũng lâu lắm rồi mà. Bây giờ nếu mà người ta khách người ta chuộng bán ăn cháo hơn á. Thì không mấy giờ mình dẹp cái xe nuôi đi. Mình tập trung vô mình kinh doanh bán cháo thôi. Quý vị không? Thì hai má con mới bàn luận với nhau vậy. Để làm chi? Để phát triển làm ăn để có tiền. Thì khi đó là chị Hương chỉ mới nhờ được vậy là má chị dẹp đi cái xe nuôi mới đổ vốn vô cái xe cháo thành ra từ từ quý vị là từ cái xe cháo nhỏ mà bây giờ nó nó trở thành là một cái một cái xề bán cháo mà một cái một cái tủ kính bán cháo cũng khá là lớn rồi xong rồi từ cái tủ kính bán cháo đó bắt đầu nới nang lên là thuê luôn cái mặt bằng là làm thành nguyên luôn cái khu vực đó là à, cái quầy hàng ăn cháo luôn là ai muốn ăn tại chỗ là có luôn còn hồi xưa là không có ăn tại chỗ hồi xưa là chỉ có mua mang đi thôi chứ không có ăn tại chỗ đợi mình đâu có thuê mặt bằng mình chỉ có thuê mình chỉ có đẩy cái xe ra một cái góc nhỏ nhỏ mình bán đứng bán đủ gì cho nên không có thuê mặt bằng mình không có thể nào xếp bàn xếp ghế ra cho khách người ta ngồi người ta ăn tại chỗ nên hồi xưa là bán cháo là chỉ có mua mang đi tới sau khi mà 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 làm từ cái xe bán cháo nhỏ đó chuyển qua thành là cái tủ bán cháo mà nó hơi lớn lớn đó thì lúc mà có được cái tủ bán cháo đó thì chị Hương chỉ có để hai ba cái bàn nhựa hai ba cái bàn nhựa với lại khoảng tầm là 12 cái ghế mũ là để đó ai tới ăn thì cần có ghế có bàn ngồi ăn nhưng mà duy nhất là chỉ có ba cái bàn và 12 cái ghế thì lúc đó là coi như chị Hương á mới thấy bắt đầu cái lượng khách nữa người ta có nhu cầu người ta muốn ăn tại chỗ nó nhiều gì không và chẳng hạn như chiều vợ chồng con cái chở nhau hai vợ chồng hai đứa con tới muốn ngồi ăn là coi như hết bà một cái bàn rồi mà ví dụ như cỡ chừng ba xe vậy thôi là có phải là đâu còn bàn để mà ngồi cho khách khác nữa đâu đúng không cái gì nên là từ đó gì nhiều cái ý kiến người ta cũng nói chỉ là thôi nếu vậy thuê luôn bàn cái mặt bằng ngồi cho nó cơi nới chứ bây giờ ngồi bàn sát, sát 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 nhau vậy ngồi vậy rồi rồi nó sát rạc sát rịch với nhau vậy mỗi lần mà kéo ghế ra kéo ghế vô nó cũng khó khăn thì nhiều người ý kiến vậy quá cho nên là chị Hương cuối cùng á là chỉ và má chỉ mới quyết định là thuê cho mặt bằng cái mặt bằng này á, là ngày xưa là cái chỗ đó người ta thuê người ta bán bún bò quý vị không cho tới sau này á, là cái bà bán bún bò đó bà ế đúng không thì bà mới không phải là ế nữa mà bà bán bún bò bà đổ nợ bà đổ nợ gì đó rồi xong rồi bà trốn nợ bà mới bắt đầu là bà trả mặt bằng đó thành ra bây giờ chị hương chỉ mới thuê cái mặt bằng đó với cái giá hời rồi bắt đầu là hai mẹ con mới bắt đầu từ đó là làm ra cái hàng cháo hoành tráng luôn ở dưới quê duy nhất một cái hàng cháo của chị hương này thôi gọi là hương cháo đó ở giờ người ta nói là có bộ phim hương ga đúng không nhưng mà cái này là về dưới quê này là có hương cháo thì coi như là mỗi lần mà về dưới đó là nghe nói tới hương cháo là ai cũng biết cái khu vực hương cháo là ở đâu có tiếng ở dưới quê đó luôn là mỗi lần mà xe đò ở trên Sài Gòn mà đi xuống dưới quê mà nói là cho tôi đi xuống thí dụ như cái thằng lơ xe nó hỏi quý vị là anh muốn xuống chỗ nào góc nào đường nào thì thay vì mình nói một cái địa điểm tên đường đúng không thì ví dụ mình nói cho tôi bỏ xuống ngay chỗ cái góc quán hương cháo là người ta bỏ ngay gốc đó liền Người ta biết Hương Cháu ở đâu liền Là quý biết là nó có tên tuổi dưới quê cỡ nào Thì sau đó quý vị Bây giờ là cái quán Hương Cháu nó đã nổi tiếng ở dưới quê Đồng nghĩa là về kinh tế của chị Hương Cháu Bây giờ là mẹ con chị Hương Cháu là sống vô tư luôn Thì từ lúc mà gia đình làm ăn phất lên á thì ba chị hương cháu lúc đó là coi như cũng suốt về nhà rồi nhà cửa cũng xây lại khang trang rồi rồi rước ba chỉ từ bệnh viện về nhà đó quý vị thì lúc đó là mỗi mỗi một mỗi một ngày đúng không là sẽ có cái người hộ lý ở trong giống như mình thuê cái người y tá đó người ta mỗi ngày người ta sẽ tới để người ta kiểm tra cái tình trạng của ba chỉ thì sau cái đợt hôn mê sâu đó xong thì ba chỉ cũng có tỉnh dậy thì bác sĩ người ta cũng có kiểu như là chờ giúp ba chỉ là đi phờ vật lý trị liệu này kia đó thì hễ mà chiều chiều tới là sẽ có cái người y tá cái anh y tá đó anh sẽ tới ảnh chở ba của chị là đi vật lý trị liệu rồi má chỉ là đi theo xe cái anh đó luôn kèm ba chỉ kẹp chính giữa đó rồi anh y tá đó anh chở ra chỗ vật lý trị liệu cho đi trị liệu trị liệu xong thì anh y tá đó anh đưa về là mình trả lương cho anh y tá đó trả theo tháng luôn quý gì nha thì cái anh đó giống như là anh điều dưỡng anh đi làm thêm á tức là sau cái giờ ở bệnh viện anh làm thêm vậy thôi để kiếm tiền quý vị không là anh chở anh đưa đi đón về đó rồi anh theo dõi cái sức khỏe của ba chỉ tại nhà thì à, bây giờ quý vị là coi như là chị hương là chỉ là ngồi gọi là trụ cột trong gia đình về kinh tế cũng như là chỉ là người quán xuyến trực tiếp à, trực tiếp luôn cái quán cháo của chị má chỉ à, từ ngày mà con mình ăn nên làm sao mà thấy con mình nó quá giỏi đi thì bà cũng đã thấy là bà đã già rồi bà cũng gọi là sống à, sống sau nó dồn đi sống trước đúng không cho nên là bây giờ má của chị mới quyết định là thôi ở nhà để mà coi chừng chồng mình thôi với lại là à, kèm ổng này kia lỡ ổng có gì thì mình còn hốt ổng đi bệnh viện kịp thời đồ này kia dạng vậy thì nói chung nói đầu ngay là ba chị hương á, bây giờ á, tiền bạc trong gia đình sủng rỉnh ăn uống đồ bổ nó cũng nhiều hơn nhà cửa thì cũng sạch sẽ khang trang cho nên cái tinh thần và cái sức khỏe của ba chị hương bây giờ nó cũng tốt hơn khá hơn rất nhiều quý vị thì à, bây giờ là một cái đứa con có hiếu vậy thì trong cái xóm nước đen này còn ai dám nói cái gì nữa không ai dám nói gì về cái chuyện xấu đẹp của chị hương hết trơn á mà bây giờ cái mà người ta nhìn vào là người ta nhìn vào cái túi tiền của chị Hương nó nhiều bao nhiêu đúng không quý vị. Bây giờ người ta nhìn một con người người ta sẽ đánh giá vào cái túi tiền chứ mình thời đại bây giờ là cái thời đại mình không nên nhìn người khác bằng cái vẻ hình thức bên ngoài mà mình hãy nhìn vào cái túi tiền của người ta trong túi người ta có tiền hay không còn bên ngoài nhìn nó đạo mạo nhìn nó đẹp trai phong độ lịch lãm dữ lắm hết trơn á nói chung là mặc đồ cũng đồ hiệu dữ lắm á mà xin lỗi à nhiều khi đổ xăng 50 chục ngàn không trong túi không có tiền phải đi mượn 50 chục ngàn đổ xăng cái đó là nêu mười từng gặp nha quý vị nha ngày xưa nêu mười có gặp cái thằng đó nêu mười nói thiệt quý vị là cái thằng đó nó là cua con bạn nêu mười hồi lúc mà nêu mười là sinh viên đại học á thằng đó nó cua con bạn nêu mười nó mặc đồ sang lắm nó nói với con bạn nêu mười nó là thiếu gia con nhà giàu sài gòn Xong rồi nó cũng chạy chiếc SH nó đi đưa đón con nhỏ bạn của N10. Nó chạy chiếc SH luôn nha, đưa đón nhỏ bạn N10. Rồi à, nó chở con nhỏ bạn N10 ra ngoài công viên Tao Đàn. Thì à, ra tới ngoài đó rồi hai đứa ngồi ngủ gỉ gù gì lúc đó năm mấy sáu giờ chiều chứ không phải tối nha. Rồi ngồi tâm sự mỏng tâm sự dày thì thằng đó nó mới nói với con nhỏ bạn của N10 như vậy. Qua hôm sau là con nhỏ bạn N10 vô kể N10 liền tao chia tay thằng đó rồi. N10 mới hỏi làm sao nó nói như, Trời ơi, nó mặc đồ đẹp trai vậy đó nó chạy ít hắc trắng đen đúng không? Nó chở tao đưa đón đưa đón, đưa đón nhìn nó sang đúng không? Ai ngờ nó chở tao không? bữa hôm lần hẹn đầu tiên nó chở tao ngay chỗ công viên tao đàn nói chuyện tâm sự năm mấy chiều tóc qua đó ngồi. Nó mua bịch bánh trắng trộn mà nó nói với tao nè, em uh, mua anh à, anh thèm bánh trắng trộn quá, em đi ra ngoài em mua bánh trắng trộn cho anh ăn. Thì ở trong đó nó có bán bánh trắng trộn nhưng mà mấy cái bà bán bánh trắng trộn mà mấy bà đậu dọc, dọc 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 ngoài cái hành lang của công viên tao đàn. Thì thằng này mới nói anh thèm bánh nắng trộn quá em đi bộ ra ngoài mua vô cho anh bịch ăn đi Thì nhỏ này nó cũng nghĩ trong đầu là chắc thằng này nó ngại Tại vì con trai mà ăn đồ hàng thì nhiều khi người ta nói bánh bèo phải không Cho nên có thể thằng bồ mình nó ngại Thằng bồ mình nó là thiếu gia mà thì nó phải ngại rồi Cho nên là chắc nó kêu mình đi ra bánh nắng trộn thôi kệ đi thả ăn tép bắt con tôm Đi ra mua bịch nắng trộn, bánh nắng trộn không có nhiều tiền mà Mà biết đâu là ảnh yêu mình hơn mới mốt ảnh cho mình đồ giá trị quý không thì con nhỏ bạn nêu mười mới đi đi lội bộ ra mua bịch trộn bánh nắng trộn vô cho ông nội tôi ăn ông nội tôi ăn xong nó ăn hết gần hơn nữa bịch luôn quý vị nó ăn giống như là nó thèm đâu á cái nó đứng dậy quý vị cái nó nói với nhỏ bạn nêu mười rồi nè nó nói à, à, rồi bây giờ cũng nhá như em tối rồi bây giờ anh đưa em đi về nha nhưng mà bây giờ trước khi đi về thì em chờ anh chút xíu để anh chạy xe xẹt qua bên kia anh đi đổ xăng cái cái anh chạy là anh đón em chứ bây giờ xe là cạn mút rồi xe bây giờ là nó báo là hết xăng rồi thì bây giờ con nhỏ bạn nêu mười mới thấy vậy là ok nếu vậy em em ngồi để em chờ anh cái tự nó đứng dậy cái gì nó cũng đứng dậy này kia nó cũng phủi đích đó. tưởng đâu nó đi đúng không 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 cái gì nó đứng nó nói với nhỏ bạn nữa mới nói gì nè à, em có năm chục ngàn không cho anh mượn đỡ đi tại vì trong túi anh bây giờ tiền bạc lớn không à anh không có tiền bạc nhỏ ra ngoài cây xăng mất công móc ra móc vô rồi tiền nó ói ra cho nên giờ em cho em có năm chục ngàn không cho anh mượn thì có nhỏ bạn nêu mười mới thấy vậy quý vị là thấy là quế thằng này lần đầu tiên đi hẹn hò mà nó đưa mình ra đây bánh trắng trộn thì mình trả tiền mình mua mà nó ăn hết hơn nữa bịch rồi xong rồi bây giờ nó đứng dậy nó còn lấy nó hỏi mình có 50 chục ngàn tiền xăng không quý vị không cho nó mượn nữa chứ quý vị thấy bây giờ mình không biết là trong túi nó có bạc nhỏ bạc lớn gì mình không cần biết nhưng mà bây giờ nó mở miệng ra nói em có 50 chục ngàn mà lần hẹn đầu tiên là quý vị thấy thằng đó hết xài đúng không quý vị thì uh, nó mới nói nhỏ bạn đi mới nói em có 50 chục ngàn cho anh mượn anh đổ xăng hồi nó chừng nào có ngày mai ngày mốt gì đó thằng nào nó có tiền lẻ anh trả em rồi là nó im luôn quý vị nó im luôn là coi như là đổ xăng 50 ngàn đó xong rồi nó đưa con nhỏ bạn của nêu mười về tới nhà luôn rồi là nó quảnh cò nó đi rồi nó không dám ngoái lại luôn quý vị là coi như là sau đó con nhỏ bạn nêu mười là ngưng liên lạc luôn nó liên lạc con nhỏ bạn nêu mười không thèm bắt máy luôn thì tới sau này á là biết ra thằng ông nội đó chuyên gia đi đi lùa mấy đứa con gái sinh viên ở trong mấy cái trường du lịch trường khách sạn mấy nhỏ con gái mà đẹp 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 á tại thường mấy đứa mà học trong cái ngành đó là thường đẹp đẹp không à tướng tá cao ráo mà nó đi lại mấy cái đồ trường đó nó đi tán tỉnh vậy đó quý vị xong rồi nó cũng nói xào xảo nói nó thiếu gia thế này thế kia nó mượn xe nó mượn xe của người ta xong nó chạy lại nó nói xe đó của nó chứ ít hát của nó quý vị không trời ơi em nói gì bởi vì giờ chân ta nội nói rồi bây giờ nó lừa đảo tinh vi quý vị ơi mình phải tinh tế lên thấy không bởi cho nên là cái thời đại bây giờ là mình không nên nhìn qua hình thức bên ngoài mà mình hãy nhìn vào trong cái túi tiền thằng đó nó có tiền hay không kìa tiền thiệt hay tiền giả nữa chứ bây giờ tiền nó cũng đủ loại tiền hết trơn á cũng có tiền thật rồi cũng có tiền giả rồi nha cho nên mình phải nhìn vô cái túi đó có tiền mà mình phải nhìn vô cái tờ tiền đó là tiền thiệt hay tiền giả nữa rồi mình mới dám đánh giá con người ta chứ bây giờ mà chưa đừng có nhìn hình thức bên ngoài mà đánh giá thì như thế này nếu mười nói một chút xíu nó hơi xài lai quý vị thông cảm mà tại vì bây giờ thời đại giờ thấy Nêu nhiều người người ta trọng hình thức lắm quý vị thì bắt đầu là cái câu chuyện quay trở về câu chuyện của chị hương Bây giờ á là ở xóm đó người ta không nhìn gì với cái vẻ bề ngoài của chị Hương nữa mà người ta nhìn vào cái túi tiền tại vì biết là chị Hương rất giàu bây giờ xây nhà lên mấy tấm cho ba má An hưởng tuổi già thấy không. Rồi bây giờ thuê luôn cả y tá à, ngày mỗi ngày qua để mà chăm sóc cho ba, à truyền đạm, truyền dịch cho ba, nói chung là à, ba có yếu chỗ nào là cái người y tá đó theo dõi sát sao. Thì có phải chăng là quá có hiếu không quý vị Một người con vừa có hiếu Vừa giỏi làm ăn Vừa có tiền nhiều Thì bây giờ nhan sắc nó đâu còn là cái thứ mà người ta gọi là thiết yếu để mà quan trọng nữa Đúng không Cho nên là bây giờ mọi những cái điều người ta nói nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn Mà bây giờ cái gỗ nó quá tốt rồi còn trọng cái nước sơn bên ngoài làm gì cho nên lúc này quý vị ở sớm người ta mới qua nói với má chị Hương á nói tôi ước gì tôi được làm xui với chị ghê con Hương nó quá trời tốt đi. Tôi nói thiệt, con hương nó quá trời tốt thằng nào mà lấy được nó là ngon lành à, phụ nữ mà nấu ăn nêm nếm rất là giỏi đầu óc thì lại biết kinh doanh vừa vừa giỏi bên ngoài vừa giỏi luôn cả chuyện bên trong tôi nói thiệt thằng nào mà lấy được á là sướng ba đời luôn á bây giờ tôi cũng muốn con tôi được sướng ba đời quý vị thấy chưa để làm xui là phải biết ăn nấu với mấy bà này không Tôi cũng muốn con tôi được sướng ba đời Chị ơi không Thì má chị Hương mới nói thôi Con tôi bây giờ hồi đó mấy chị chê con tôi xấu đồ này kia Dìm con tôi dữ lắm Bây giờ mấy chị thấy con tôi thành công rồi Mấy chị muốn uh, con trai mấy chị vô để hưởng hả Đừng có mơ không Thì má chị Hương mới nói thẳng luôn đừng có mơ Thì má chị Hương cũng là dân buôn bán mà ngại gì sợ gì Người ta nói là những cái người mà dân buôn bán là tay bằng tay miệng bằng miệng Không ngán ai đâu không sợ đâu quý vị ơi nói Nào đúng chuyện thôi à Không đúng là chặt bọp chặt bọp nha thì sau đó vậy là coi như là mấy cái người ở trong xóm nước đen đòi tới để mà à, mong muốn được làm xui thì má của chị hương đều gạt ngang gạt dọc không có chịu à, tới sau đó vậy thì má chị hương một phần không chịu là vì vậy Vì một phần á là cũng thấy không lẽ nào con mình nó lanh quanh lãnh quẩn nó chỉ lấy những cái người mà vòng vòng trong xóm nước đen tại vì hồi xưa má chị hương lấy ông chồng là ông ba xích l ông ba mà ba bánh nè à, là ông này ổng cũng là gốc gác gia đình của ổng là cũng trong xóm nước đen rồi má của chị hương cũng là trong xóm nước đen rồi hai người này mới là làm xu giá nhau hai người mới kết nhau thành vợ chồng mới đẻ rồi chị hương rồi không lẽ giờ tới chị hương cũng đi lấy chồng vòng vòng trong xóm nước đen rồi cũng sanh con đẻ cái trong xóm xóm nước đen thì má chị hương muốn là con mình nó phải đi nó nó phải vươn lên đúng không bây giờ con mình nó đã thành công nó có nhiều sự lựa chọn rồi nó phải vươn lên nó phải đi kiếm chồng ở sài gòn hay là đi kiếm chồng sang vào chồng nào đó nàng để mà con mình á sau này nó tới thế hệ cháu cháu mình nó khá lên đúng không chứ không lẽ lanh quanh lẩn quẩn trong xóm nước đen hoài thì cho nên là má chị Hương không có muốn làm xui với ai trong cái xóm đó hết. thì à, cuối cùng cái gì ngày dài tháng động trôi qua thì chị Hương này nè cái ngày hôm đó thì cũng giống như kiểu chị đi lên Sài Gòn á chị cũng bắt đầu là nghe người ta nói này nói kia đó chị cũng thấy là bây giờ mình có tiền nhiều người cũng cũng góp ý má chị cũng góp ý nữa má chỉ nói thôi giờ con có tiền rồi hổng mấy bữa nào á con muốn lên Sài Gòn đi khám làm thẩm mỹ này kia thì con nói má má ra má coi cái hàng cháo cho mày đi lên Sài Gòn mày đi làm thẩm mỹ gì chút xíu đi thí dụ như cái mũi mày tạc lét à theo phong thủy thì cái mũi này nó cũng không được tốt cho lắm đâu không mấy cái sống nó không có không cho nên ổng mấy mày nâng cái sống lên nó cao cao một chút đi con thì má chị Hương mới nói vậy thì chị Hương chỉ có hiếu chị nghe lời lắm thì chị cũng thấy Ờ thì theo phong thủy thì cái lộ mũi mình cái sống của mình nó giống như cái máng trượt vậy thì không được không ổn cho lắm thì bây giờ cái sống mũi nó hơi cao cao một chút không ờ, này nọ thì theo phong thủy cái dáng mũi nó mới đẹp hơn À, nó đẹp ở đây là nó cái hậu nó tốt á thì chị mới thấy vậy quý vị chị mới lên sài gòn chỉ đi tư vấn mũi Và chị làm mũi trển xong xuôi hết rồi quý vị là chị về là bây giờ cái mặt của chị nó đã đổi nét rồi ông không nó đã đổi nét rồi bây giờ sống mũi chị nó đã cao rồi nét mặt nó đã đổi rồi thì à, chị mới về chị nói với má chị chỉ nói trời ơi làm xong tôi không ngờ làm xong đẹp quá má ơi bây giờ tôi ưng quá bây giờ không lẽ nào làm mũi rồi mà bây giờ ở dưới quê nhiều người góp ý tôi nói là em làm mũi xong á mũi mới có 7 ngày thôi mà nhìn thấy mũi vậy là đẹp lắm tức là mới có 7 ngày cắt chỉ thôi quý vị không mà mũi nó đã đẹp rồi là nếu ít bữa nữa mấy tháng nữa là mũi nó gom lại là nó còn đẹp nữa hay không thì mấy người đó mới góp ý chị hương mới nói không mấy trời ơi tao thấy mày sửa mũi 7 ngày cắt chỉ mà mà mũi nó đã đẹp vậy rồi bây giờ nếu như mà cái lỗ mũi nó đẹp vậy mà bây giờ tao thấy cái môi mày nó hơi mỏng không? môi mày hơi mỏng mà bây giờ nếu mà được á bây giờ mà mày bơm cái môi mày nhẹ nhẹ cho nó hơi nó hơi to to chút xíu chứ còn cái cái, cái form môi nó hơi cái dáng môi nó hơi to to một chút á, nó ra cái dáng phơm một chút nữa. Với lại hai cái hai cái mép môi á nó hơi nhếch lên một chút nhìn cái kiểu mà môi cười á. Nhìn như vậy cái mặt mày nó tươi hơn Hương ơi chứ bây giờ hai cái môi của mày cái khóe môi của mày nó nhếch xuống. Nhìn cái môi của mày mày nó buồn lắm. Mày làm cái môi nó nhếch lên đi nhìn nó tươi. Thì nhiều người góp ý không? thế là chị hương chỉ mới thấy vậy quý vị chị cũng suy nghĩ thôi nếu vậy đợi mũi nó giống như là lành lành hẳn đi mới có 7 ngày à lành lành hẳn thẳng khoảng tầm tháng rưỡi gì đó chỉ lên sài gòn chỉ tái khám lại cái một cái mũi rồi lúc đó sẵn tiện chỉ tới cái chỗ thẩm mỹ đó luôn cho người ta tư vấn làm môi mà nếu mà tư vấn làm được cái gì mà trong ngày mà làm luôn á thì chỉ làm luôn cái gì thế là bắt đầu ngày hôm đó lên thì người ta mới nói chỉ là thôi bây giờ mũi nó cũng ổn định rồi bây giờ thì muốn làm môi thì người ta làm cho mình luôn à, là người ta coi như là filler vô trong cái môi của mình đó quý vị xong rồi là coi như là làm cái mà bỏ cái chất làm đầy vô cái môi mình á bắt đầu là tạ nắng nót tạo ra cái phân môi cho mình thấy không thì sau đó là môi của chị trở thành môi cười chứ không còn là môi buồn nữa quý vị thì cái người tư vấn ở đó bác sĩ đó mới nói là bây giờ nếu mà em làm môi rồi thì nó rất là nhanh em làm xong trong ngày em về quê bình thường nhưng mà nếu vậy thì tiếc quá mỗi lần lên mỗi lần khó không mấy giờ em làm filler á em đã làm rồi em làm môi thì thôi sẵn tiện à anh thấy cái ngay chỗ cái thái dương của em nó hơi hớp nếu mà em làm đầy thái dương nữa là nhìn cái mặt em kiểu như nó trẻ trung ra liền quý gì không chứ cái thái dương hớp vậy nó cũng không có cái hậu nó cũng không tốt đâu phong thủy cũng không có tốt đâu thì lúc đó chị mới thấy vậy ok hợp lý quá nhưng nếu vậy làm đầy thái dương luôn phải không ờ à, bỏ filler vô làm đầy thái dương luôn cứ như vậy quý vị thì bây giờ gương mặt của chị Hương nó đã trở thành một cái gương mặt mới Bây giờ gọi là nói thẳng là trở thành new face luôn rồi Bây giờ gương mặt nó khác hoàn toàn Bây giờ nhìn vô gương mặt của chị nó đẹp lắm quý vị Nó không còn hớp trên hớp dưới rồi Nhìn cái mặt nó kiểu như là nó căng tràn nhựa sống lắm Mà đã vậy rồi môi á, thì nó cũng dày lên Rồi môi á, nó đẹp đẹp vậy rồi xong mà mũi nó cao cao vậy Thì bây giờ em hỏi quý vị nhìn vô cái gương mặt giờ nó đẹp Nó khác lạ hoàn toàn Hồi xưa là xấu bao nhiêu thì bây giờ nó đẹp bao nhiêu. Thì à, bắt đầu quý vị, cuộc đời nó thay đổi giận người ta nói đúng nha, nhiều khi mình đi sửa mặt á mà mình tin vào phong thủy mình sửa một chút á, em nói quý vị là bảo đảm nó là thay đổi vận là có thiệt nha, nêu mười từng chứng kiến nhiều người như vậy rồi, nhiều người bạn nêu mười ơi. Sửa nhẹ một chút xíu thôi chứ mình không có nói là lạm dụng lạm dụng cái vấn đề thẩm mỹ nha. Mình nói là sửa nhẹ một chút thôi là nó thay đổi vận là có thiệt quý vị. Thì coi như là từ ngày làm vậy xong nha, là thay đổi vận luôn bây giờ là cái tiệm cháo kinh doanh đắt rồi không nói đi ha cái tiệm cháo mình bỏ qua một bên mà bây giờ cái đường tình duyên nó lên luôn bắt đầu nêu mời kể quý vị qua đường tình duyên của chị hương bán cháo nè thì cái ngày hôm đó gì cái tiệm hương cháo này nó nổi tiếng ở dưới cái vùng quê đó mà thì cái ngày hôm đó cái anh này ảnh đã diệt kiều mỹ đi thì anh này ảnh tên là hùng anh này ảnh mới về việt nam á thăm gia đình quê hương của ảnh ở dưới thì anh này ảnh đã đi qua bên mỹ tính ra là gần 20 năm ảnh mới trở về lại dưới quê quý vị thấy không ảnh đi rất là lâu ảnh cũng đã có gia đình ở bên Mỹ rồi Có vợ và có được bốn đứa con Nhưng mà sau đó vậy thì anh này anh sống 20 năm bên Mỹ rồi Cho nên là nhiều sóng gió nó trải qua Hai vợ chồng đã chia tay nhau Thì bây giờ chia ra hai người vợ giữ hai đứa con ảnh giữ hai đứa con tức là chia đều chia đủ ra vậy á thì anh này bây giờ ảnh trở thành là trai độc thân quý vị là nêu mời kể túm túm cho quý vị nghe vậy nha thì cái anh hùng này ảnh mới về lại thăm họ hàng bà con dưới quê ảnh mới dẫn theo hai đứa con của ảnh về đi là hai thằng trai ảnh là ảnh giữ hai thằng trai vợ ảnh là giữ hai đứa con gái vợ ảnh đẻ được một cặp gái trai hai hai cặp gái trai quý vị thì cứ vậy quý vị thì coi như là ảnh mới giữ dẫn hai thằng trai của ảnh đó, nó cũng năm đó nó cũng lớn lớn rồi ảnh mới dẫn hai đứa về dưới quê chơi cho nó biết quê hương của nó nguồn cội ở bên bên ông nội bà nội nó hồi xưa như thế nào thì cái anh việt kiều mỹ anh hùng này nè ảnh kiểu như là muốn ăn những cái đặc sản ở dưới quê bây giờ những cái gì mà quán ăn nào nổi tiếng ảnh muốn trải nghiệm ăn qua và muốn cho hai đứa con mình nó biết luôn cái gì không thế là ảnh mới uh, ra ngoài cái quán cháo nè ảnh mới uh, nghe người ta nói là quán cháo hương cháo này nổi tiếng ở dưới quê tầm uh, 5 sáu năm nay thôi nhưng mà quán cháo rất là đắt khách thấy không là quán này mới ra đời tầm 5 sáu năm nay nhưng mà quán rất là đắt khách thì uh, cái anh này anh hùng này nè ảnh mới tò mò ảnh mới dẫn hai thằng con trai chiều ngày hôm đó tắm rửa sạch sẽ hai ba cha con mới đi bộ đi bộ từ nhà của cái người bà con á đi bộ một đoạn tầm 200 m ra ngoài đây để ăn cháo. Thì những cái người mà Việt kiều á người ta về Việt Nam người ta thích đi bộ lắm quý vị. Nó ngộ vậy đó. Người ta thích đi bộ hơn là người ta sợ đi xe máy lắm. À, một số người Việt kiều người ta sợ đi xe máy, sợ ngồi xe máy luôn, đặc biệt là những người Việt kiều đi lâu năm á người ta quay trở về Việt Nam người ta ngồi xe máy người ta hơi ớn, người ta sợ, người ta thấy chạy hơi ơi ghê ghê tại vì đường xá xe cổ nó nó lèo lái tùm lum á người ta hơi ớn thì người ta thích đi bộ hơn vừa tập thể dục nữa quý vị thì ở bên nước ngoài người ta cũng hay đi bộ nữa hả cho nên là người ta về đây người ta cũng thích đi bộ thì ba cha con mới lội bộ từ trong nhà cái người bà con ra khoảng tầm 200 trăm mét ra ngoài cái tiệm hương cháo này ăn thì cái ngày hôm đó cái anh hùng này ảnh với hai đứa nhỏ mới ra ngoài đây quý vị thì hai đứa con của anh hùng nó nói tiếng tây nó đâu biết nói tiếng việt thì anh hùng là duy nhất con mình anh hùng nói tiếng việt là rành thôi anh hùng mới ra ngoài đây mới gọi cháo đi thì có một số món anh hùng nhìn vô anh hùng cũng không biết là nên nên nói nó cái tên như thế nào tại vì anh cũng quên quên nhớ nhớ chút đỉnh thấy không thì lúc đó cái chị hương cháo là người bán chính không Chị mới đứng nói chuyện với ảnh đi thì cái anh hùng này anh mới nhìn anh thấy chị hương cháo đẹp gái quá mà anh cứ tưởng đâu là chị hương cháo đứng ở trong cái quầy múc cháo thì chắc chị hương cháo không phải là bà chủ đâu mà chị hương cháo chắc là nhân viên tức là anh hùng anh nhìn anh tưởng đâu là chị hương cháu là nhân viên tại vì nếu mà bà chủ thì đứng thu tiền này kia tính tiền chứ tại sao đi vô trong mới đứng múc cháo không nhưng mà không có gì tại vì cái tính của chị hương á chỉ là muốn cái gì là chỉ đứng mũi chịu xào cho làm cái gì không là chỉ là thu tiền cũng chỉ mà đứng múc cháo này kia nọ nọ cũng là chỉ bên trong thì uh, chờ, lúc đó gì cái anh anh hùng này anh mới nói uh, em ảnh xưng anh, xương anh uh, chị hương bằng em anh nói uh, em em uh, món này là món gì vậy em món kia là món gì vậy em anh này anh hỏi, hỏi vậy đó thì chị hương chỉ mới đứng nói chuyện thì chị hương chỉ nói một hồi sau chị mới nói uh, rồi ok vậy là bây giờ là vậy 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 ha vậy anh uh, đi vô trong uh, kiếm bàn ngồi đi anh ngồi ở đâu cũng được thì sau đó vậy là coi như là cháu đem ra rồi ba cho con ăn á uh, ngon lành luôn cái gì ăn mà tót mồ hôi hộp luôn ăn mà xảo mồ hôi luôn á uh. thì uh, hai đứa con trai nó mới giơ cái ngón tay cái lên ý nó ấm chị nó nói là ngon ngon á quý vị nó mới nói với ba nó nó nói là ngon quá ba ba thì ba anh anh này nè anh Hùng anh mới nói anh mới đi ra lúc mà tính tiền anh mới gặp chị Hương anh mới nói anh tưởng đâu chị Hương là nhân viên anh mới nói vậy nè em chừng nào mà em gặp bà chủ á em nói với bà chủ á là uh, cháo của bà ở uh, cháo ở đây đúng thật là rất ngon uh, nghe nói mà tưởng đâu là không ngon uh, giống như là cái lời người ta đồn mà ai ngờ đâu hôm nay anh thực uh, tế anh ở nước ngoài anh về đây anh ăn anh thấy rất ngon lần sau mà anh ra đây ăn anh sẽ đi một mình anh ra đây anh ăn anh phải ăn nhiều món rồi xong rồi anh sẽ chụp ảnh rồi anh quay video anh đăng lên để mà anh giới thiệu cho bà con ở bên mỹ thì cái anh hùng này anh mới nói với cái chị hương đi tại anh hồi tưởng chị hương là nhân viên đứng múc cháo gì không Anh mới nói chừng nào em gặp bà chủ em nhắn nhủ lại giùm anh thì chị hương này chị cũng im luôn chị thấy ông nội này chưa gì hết a à, thần thù nói mình là nhân viên thôi chị cũng cười cười chị cũng không có nói gì chị cũng khiêm tốn gì không chị cũng im im luôn chị cũng cười cười chị cũng coi giống như là chỉ là nhân viên vậy thôi chị cũng ừ ừ thì qua ngày hôm sau nữa quý vị, ông nội ông hùng này ông ra quán cháo hương cháo này ông ăn nữa thì qua hai cách ngày hai ngày ông lại ra đây ông ăn cách ngày hai ngày lại ra đây ăn mà ông ăn gần như là những cái món topping ở trong quán là gần như ông ăn sạch sẽ hết món ông món nào ông cũng đã ăn qua rồi hết quý vị không thì tự nhiên cái ngày hôm đó ông lại ghé nữa quý vị ông lại ghé nữa mà ngày hôm đó ông ghé thì ông không gặp chị hương nha mà ngày hôm đó ông ghé qua là ông thấy có một thằng con trai đứng ở trong múc cháo mà nhìn cái mặt cho 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 trôi thì ổng mới lợi ổng đứng ổng do dự ổng cũng gọi món gì đó thì thì cái thằng này tỏ vẻ cái mặt khó chịu với ổng lắm kiểu như là thấy ổng gọi món mà ổng đứng mà ổng lừng khừng lâu quá cái thằng này nó hơi bực quá gì không thì cái thằng này nó mới tỏ vẻ lên cái gương mặt nó nó hơi quạo với ổng đi xong rồi cái tới chừng mà ổng vô trong ổng ngồi á thì cái đứa như, cái đứa mà đem cháo với lại đem đồ ăn ra cho ổng nó để lên trên bàn mà nó giống như dằn mâm sáng chén vậy đó cái mặt nó cũng hơi câu có đi thì cái ông này ông ấy anh anh hùng này nè anh mới kiểu như là giận anh giận lễ, giận hờn anh mới nghĩ trong bụng mình thôi à, chắc là quán cháo này bữa rồi mình mình khen cho nên bây giờ người ta chảnh đúng không bữa rồi chắc là mình khen quá rồi cho nên giờ mình review này nọ cho nên giờ người ta chảnh với mình cho nên giờ giống như người ta không cần mình nữa rồi thôi nếu vậy từ đây thì sao không ra đây ăn nữa quý vị không ăn nhiều đó đủ rồi ăn từ bữa giờ gần hai tuần lễ ở đây là ăn cháo ở đây rồi là thôi giờ ngán rồi không ăn nữa nhưng mà thật ra miệng á, là không có ngán nha quý vị nha mà giận chẳng qua là giận hờn là định không ra ăn thôi thì uh, qua qua mấy ngày sau vậy thì hai cha con ba cha con này không có ra ăn anh hùng cũng không ra ăn một mình luôn mà anh ngưng như vậy quý vị khoảng tầm 5 ngày là coi như là lúc đó là 5 ngày là cái tuần thứ ba đó thì anh hùng ngày hôm đó anh mới đi bộ ngang qua quý gì anh đi bộ ngang qua mà anh đổi cái nón kết vậy mà chị hương chỉ uh, ở trong cái quầy cháo chỉ nhìn ra chỉ thấy anh hùng chị mới kêu anh 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 lâu quá sao không ghé quầy hàng cháo của em ăn thì cái chị hương chỉ mới nói ới ra vậy đúng không thì cái anh hùng này anh mới thấy vậy quý vị bây giờ người ta nói gì không lẽ mình đi mình đi một lèo luôn như vậy thì bất lịch sự quá anh mới đứng lại và anh đi vô anh mới đứng nói chuyện chị hương anh mới nói anh định không có ghé vô nữa anh giận ở bên em lắm tại vì anh khen em nấu bên em là cháu ngon rồi anh nói với bên em là anh chị view cháu anh chị view anh đăng lên trên mạng anh khen cháu em nức nở luôn à, rồi thế nào mai mốt cái quán cháu ở đây của em cũng sẽ càng ngày càng đông vậy mà em nói với bà chủ của em giùm anh vậy mà nhân viên bên em kiểu như là coi thường anh lắm À, coi thường thật khách lắm à, khách người ta tới thì người ta suy nghĩ hơi lâu một chút mà, mà nhân viên bên em mặt mài cao có khó chịu cái đó mà ở bên mỹ là bị đuổi mất đất rồi đó thì lúc đó vì cái chị hương này chỉ là chủ mà bây giờ chỉ mới bắt buộc chỉ nghe anh này cầm lên chỉ mới phải lộ diện ra chứ mới nói à, thì bây giờ nếu mà anh nói vậy thì thôi anh anh anh, anh đợi em một chút xíu nha à, em mời anh ra bàn anh ngồi đi em ra em ngồi nói chuyện với anh một chút có gì không thì cái anh hùng này ảnh mới đi vô trong ảnh ngồi quý vị thì cái chị hương với mấy kêu nhân viên vậy nè nè à, Tụi bay đâu à, đi ra dẫn anh hùng đi vô trong lựa cái bàn nào mà ngồi nó sạch sẽ cao ráo mà cái view nó thoáng thoáng cho ảnh ngồi rồi đem nước sâm ra đem nước sâm rong biển ra mời anh uống một ly thấy không rồi chị vô chị nói chuyện với ảnh thì lúc đó là anh hùng ảnh nghe cái oai đó là anh biết rồi vậy là bà này là bà chủ chứ ai giờ từ bữa tới giờ tưởng nhân viên quý vị không? thì anh hùng này anh cũng hơi sượng cứng luôn thì lúc này anh mới ngồi anh thì chị hương ở trong chỉ mới tháo cái tập về chứ đi vô thì lúc đó chỉ mới bàn giao lại cái tập về cho một cái đứa nhân viên nó vô nó đứng múc cháo nó bán thai chỉ đi chỉ mới đi vô chỉ mới nói chuyện với anh hùng thì lúc này cũng vậy chỉ mới nói Chị mới nói em xin lỗi không có lừa anh gì hết trơn á mà tại vì mấy bữa thấy anh nói chuyện ngon ơ anh kêu em vậy thì em nghĩ anh đón em nhận là nhân viên thôi em kệ luôn em cũng để anh nghĩ em là nhân viên cũng được tại vì đối với em nhân viên hay chủ gì nó cũng như nhau phải mình cũng phải từng là người làm công mình cũng phải là cái từng, từng là làm vị trí thấp mà mình tới mới từ từ lên vị trí cao nên anh nghĩ em là nhân viên em cũng kệ luôn mà bây giờ ngày hôm nay anh cầm le thì thôi cho em xin là có một lời giải thích ngày hôm đó thì chắc là đứa nhân viên nó của em nó làm như vậy thằng đó em đuổi nó từ bữa tới giờ rồi tại vì là nó vấn đề kỳ kèo lương lẹo với em rồi xong rồi cái bữa em bệnh quá em không có ra tiệm em nằm ở nhà em nhờ là mấy đứa nó trông coi tiệm thai cho em rồi chiều chiều xế xế em ra mà ai ngờ đâu cái thằng tụi nó lại để cho cái thằng nó vô múc cháo thì chắc thằng đó nó cố tình nó vô nó phá đám khách của em á thì quý gì không thì cái chị hương này chị mới giải thích chị mới nói cái thằng đó đó là chị đã đuổi rồi chị chỉ vô chỉ làm lại là chỉ đuổi rồi là thế là sau đó thì anh hùng này anh mới hiểu ra được như vậy và anh không còn trách cái tiệm hương cháo nữa thế là bắt đầu anh mới nói với chị hương anh nói trời ơi vậy mà anh cứ tưởng em là nhân viên anh xin lỗi em nha mà em giỏi quá vậy vừa đẹp người nè mà vừa giỏi nữa vừa đẹp mà lại còn vừa uh, cháo ngon nữa mà cháo này là em tự nấu không hay là em có thuê ai nấu không hay là ai nấu thì chị hương chỉ mới nói một em là nói anh chứ anh không tin chứ mọi thứ ở trong quán này cháo này kia mọi thứ là em làm không á từ cháo uh, từ từ cái nồi cháo cũng là em nấu uh, và ngay cả những cái món mà anh ăn topping á món topping nào cũng là tự tay em làm hết trơn á thì quán cháo này là quán cháo nhà làm mà em tự làm không à em không có thuê ái trơn mà em cũng không có mua ngoài nữa anh ơi em không có mua ngoài dưa mắm ở bên ngoài người ta có bán đúng không ê hề hề nhưng mà em không có mua dưa mắm bên ngoài em tự làm dưa mắm tại nhà luôn thì anh hùng này anh mới khen anh nói trời ơi sao mà em mà giỏi dữ vậy em mà chắc à, bây giờ em có gia đình chưa à, nhìn em thì chắc bây giờ lớn vậy rồi chắc cũng có gia đình tại năm đó chị hương cũng hai mấy rồi thì anh hùng anh mới nói vậy quý vị thì cái chị hương mới nói Trời em nói nha Chắc anh đừng có cười em nha Ngày xưa em xấu dữ lắm anh ơi Em xấu không thua gì chung vô diệm Chỉ nó chị Hương này chỉ được cái chỉ thật thà Chứ nói, hồi xưa em xấu không thua gì chung vô diệm đâu anh Mà tự nhiên cái uh, phước chủ mai thầy trời thương Nói chung là cũng tổ độ của em sao đó Thì uh, đưa đẩy đẩy đưa Tự nhiên má em hồi xưa có cái nghề bán nuôi rồi cái em ra phụ má bán riết riết vậy đó rồi thấy má mỗi ngày á là sơ chế nấu nướng rồi nêm nếm rồi em học hỏi học siết học siết vậy đó cái tự nhiên cái uh, trong cái thời điểm mà bế tắc quá ba em bị tai nạn rồi mất sức lao động thì lúc đó do trong nhà kinh tế mình má em gồng gánh cái xe nuôi nó không có đủ đi em bất đắc dĩ quá lúc đó lèo lái phụ má nên 15 16 tuổi là bước chân ra đời đi kiếm tiền rồi anh ơi nên thành thử ra là em mới bắt đầu là làm rồi sao tự nhiên tổ thuộc cũng thương ông bà cũng độ sao đó tự nhiên cái cái xe cháu từ cái xe bình dân mà trở thành mà bây giờ cái quán hoành tráng vậy là em cũng mừng lắm bởi vì ngày hôm nay có được vậy em muốn là người đích thân đứng bán cháo phục vụ khách hàng bởi vì đối với em là cái việc mà được phục vụ cho khách hàng nó là cái niềm vui à, bởi vì có những cái người khách những người thực khách người ta tới ăn là người ta đem tiền tới cho mình á là mình phải uh, vui, mình phải đón chào họ Cho nên là em trân trọng từng cái người khách tới ăn Thành ra là thay vì em chỉ là đứng nhịp dò Hoặc là ngồi nhịp dò Em đếm tiền hoặc là em lấy tiền thôi đúng không Nhưng mà em không thích như vậy Em muốn là em trân trọng từng người khách Cho nên là tới ngày hôm nay luôn Mặc dù là cái quán hàng cháo của em nó đông như vậy Nổi tiếng vậy rồi Nhưng mà mỗi món ở trong quán vẫn là đích thân em làm Nêm nếm mọi thứ Rồi xong rồi sau đó em là cái người đứng bán trực diện Trực tiếp luôn, trực chiến luôn Em là muốn như vậy đó thì cái anh hùng này mới thấy trời ơi cô này cũng giỏi quá anh hùng anh mới nói với chị hương vậy anh dằn lòng không được anh hùng anh mới nói với chị hương cháu anh mới nói trời ơi anh thích gần gũi những người giỏi lắm anh thích tiếp xúc với những người giỏi lắm những người mà giỏi giang hiểu biết anh rất là thích mà bây giờ cơ duyên anh nói được nói chuyện em ngày hôm nay trong cái xui mà, mà nó lại có cái hên xem chút nữa anh lại hiểu lầm em rồi anh bỏ cái tiệm cháu em rồi anh nhiều khi anh giận quanh về mỹ anh nói xấu tiệm cháu em anh à tiệm cháu của em nữa cũng hên nè à, nha cho nên tự nhiên bây giờ trong cái xui nó có cái hên Tự nhiên bây giờ biết ra được cái hiểu lầm Rồi cái tự nhiên cái giờ thành ra anh muốn làm thân với em ghê Bây giờ nếu mà em không ngại cho anh kết bạn với em được không Nếu mà được anh muốn nói chuyện qua lại với em Tại vì anh muốn kết giao với những người giỏi phải không thì cái anh hùng này anh khôn lắm anh mới nói anh muốn kết giao những người giỏi để anh học hỏi phải không anh nói chuyện khiêm tốn vậy thì bây giờ chị hương với nói sao chứ không cho số phone chị hương cháu chị mới nói ở đây thì anh thấy cái số điện thoại ở trên bản hiệu em có để thì cái số điện thoại là số điện thoại của em luôn đó số điện thoại mà để làm ăn của em luôn á nếu mà anh muốn thì anh cứ liên hệ số điện thoại làm ăn thì cái anh này mới nói trời ơi, anh muốn liên hệ liên hệ số điện thoại riêng cho em Với anh liên hệ số điện thoại làm ăn làm chi anh về mỹ rồi anh mua anh o đồ cháu em làm gì thấy không anh lấy số điện thoại làm ăn em làm chi anh anh muốn liên hệ riêng với em giống như kết giao như hai người bạn để mà thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi hay chuyện chuyện trò với em thôi thì cái chị Hương cháu này chỉ thấy vậy chỉ mới cho cái số phone cá nhân là cái số phone chính của chị á Cho cái ông nội ông Hùng này đi Thì bây giờ cái anh Hùng Việt Kiều Mỹ này Bây giờ là ta nói vô tình lượm được bí kíp với không Là bây giờ gặp được chị Hương vừa đẹp người Vừa đẹp nết đúng không Vừa đẹp luôn gỗ và vừa đẹp luôn nước sơn thì uh, sau cái chuyến nấu xong mấy cái gì thì anh hùng này anh trở về mỹ trước khi về mỹ ảnh lại dẫn hai đứa con ảnh ra ngoài đây ăn cháo không những vậy ảnh dẫn thêm họ hàng ra đây nữa là coi như là mười mấy người là ảnh coi như là ngày hôm đó là ngồi gần như là full bàn ở trổng là gia đình người thân họ hàng ảnh không vô là ảnh mời cháu hết tất cả trước khi ảnh đi bây giờ người ta nói á là trước khi đi để tiệc chia tay là thường rồi bây giờ đi ra ngoài quán cháu để tiệc chia tay quý không là hôm đó là chị Hương á định á là sẽ giống như là giảm giá cho ảnh cái cái uh, hàng cháo hôm đó là tại vì ảnh ăn số lượng nhiều nhưng mà anh Hùng anh nói thôi em đừng có giảm em mà giảm là anh mới buồn á chủ yếu anh dẫn họ hàng anh ra đây để ủng hộ em mà bây giờ em giảm anh buồn á là coi như từ đó trở về sau thì anh Hùng trở về Mỹ anh Hùng liên lạc lúc nào là chị Hương bắt máy lúc đó hai người trở thành là kháng khích như bạn thân quý gì không thì cứ như vậy quý vị thì anh hùng này anh mới tâm sự hết cho chị hương nghe luôn lúc ở bên mỹ anh hùng mới kể á là anh ở bên đây á thì em em đừng có chê anh nha anh à, em á à, cái chuyện em chưa chồng cái chuyện nó quá bình thường tại vì em lo làm ăn với em lo chữ hiếu rồi chuyện đó mình không có trách em được còn anh á thì anh mong á nếu mà em biết cái hoàn cảnh của anh em không chê á thì cho anh được đến với em tại vì anh bên đây thì anh có vợ mà anh chia tay vợ rồi bây giờ anh có tổng cộng bốn đứa con mà hai đứa con gái nó thi theo má nó bây giờ hai đứa con trai theo anh thì hai đứa con trai ở tới quán cháo em nó ăn mấy lần là em thấy rồi đó nay nó cũng lớn cùi cùi rồi thì bây giờ nếu mà em lấy anh thì nói chung là anh nói thì mấy đứa con anh chắc nó cũng hiểu nó cũng sẽ không có hiểu nó không có giận em mà nó cũng không có giận anh đâu thì nếu mà em chịu cho anh cơ hội thì cho anh được phép á, là anh trở về việt nam gặp em lần nữa để mình kết kết duyên không thì chị hương chỉ đồng ý quý vị bởi vì quý vị thấy chưa chị hương chỉ mới đồng ý đi thì cái anh hùng này anh mới nói à, mà bây giờ anh nói vậy nè nếu mà bây giờ cái hàng cháu em ở dưới quê nó nổi tiếng vậy á bây giờ mà em mà lấy anh là việt kiều mỹ á thì em có chịu đồng ý qua mỹ sống cùng anh không thì tự nhiên lúc đó chị hương chỉ khựng lại quý vị chị hương chỉ khựng lại chỉ khựng lại chị mới nói với ảnh vậy thì em không thể bởi vì bây giờ em qua mỹ anh thấy rồi thời điểm bây giờ là em là người trụ cột kinh tế trong nhà em là người lo cho ba lo má trăm tuổi cho cho ba cho má trăm tuổi già duy nhất có mình em thôi một đứa con duy nhất bây giờ nếu mà em lấy anh xong em bỏ cái hàng cháo này bao nhiêu tâm quyết đổ vô đây em bỏ em tiếc lắm rồi nếu mà như vậy xong cái em qua mỹ em sống cùng anh qua bên đó em phải làm lại từ đầu rồi trong cái khoảng thời gian đó không lẽ nào em bắt anh gửi tiền về nuôi ba má em thì em không có thích như vậy tại cái tính của em á là rõ nét em không có muốn lợi dụng anh không muốn lợi dụng ai cho nên là em không có muốn cái kiểu mà như vậy thành ra nếu mà được thì anh có thể cho em làm tròn làm tròn chữ hiếu ở bên việt nam này đi tới khi nào mà ba má em hoặc là ba em trăm tuổi già lo xong xuôi thì lúc đó em sẽ tính tới cái chuyện qua mỹ với anh thì anh đồng ý không thì anh hùng này anh cũng không đồng ý anh hùng anh nói là anh thương chị anh muốn lấy chị là phải muốn vợ chồng đi đâu phải có đôi có cặp Chứ làm sao có thể là chia rẽ uy ngương Một người ở bên kia, một người ở bên đây Nếu như vậy thì sa mặt nữa, nó sẽ cắt lòng cái gì không thì anh hùng anh cũng không chịu và thế là trong thời gian đó chị hương cái tính chị rất là mạnh mẽ gì chị mới nói với anh hùng chứ nói vậy thì thôi nếu vậy em cũng không muốn khó xử với anh nếu mà anh á cũng có cái sự quan ngại vậy em cũng có cái sự quan ngại trong lòng của em thì giữa hai đứa mình nó vẫn có một cái rào cản như vậy thì hai đứa mình không nên đến với nhau làm vợ làm chồng trong lúc này mà nếu được thì hai đứa mình chỉ nên duy trì là làm bạn bè như vậy thôi kéo dài cho tới khi nào mà anh cảm thấy là anh có thể từ bỏ tất cả đi về việt nam vì em hoặc là em lúc đó lo tròn được Cái chữ hiếu bên Việt Nam rồi Thì em sẽ bỏ tất cả em qua Mỹ với anh Thì nếu như ông trời sắp đặt Tụi mình còn duyên còn nợ Thì tới lúc đó tụi mình cũng đến với nhau Thế là bắt đầu quý vị Coi như là anh hùng này anh chấp nhận chờ đợi tiếp Hai bên chấp nhận là cù cưa cù nhằn Kéo dài cái mối quan hệ Mặc dù là bên trong lòng cả hai đều yêu nhau Nhưng mà bên ngoài thì cả hai vẫn tỏ vẻ Như là hai người bạn quý vị không Thì kéo dài như vậy Xuyên suốt trong vòng là 3 năm quý vị thì 3 năm sau anh Hùng này anh mới trở về Lúc này là anh Hùng này anh đã lớn tuổi lắm rồi Anh mới nói với chị á là anh về Việt Nam luôn nha Anh về luôn, anh về bất ngờ luôn Chị Hương không biết luôn Thì anh mới về đi Và anh gặp chị Hương anh mới nói là Tôi muốn cưới em Anh chỉ nói ba chữ thôi Chị Hương mới ngạc nhiên nói sao tự nhiên anh đường đột vậy Tự nhiên 3 năm trời Bây giờ ngày hôm nay anh về đột ngột Rồi anh nói với em ba từ đó là muốn cưới em là có lý do gì hay không à, bây giờ anh đã nan giải được cái điều trong lòng của anh và em chưa nếu mà lấy rồi em cũng không bỏ việt nam để em đi được đâu em không bỏ quê đi được đâu anh có chịu không thì cái anh hùng anh mới nói là hai thằng con trai của anh á đứa nào đứa nấy nó đều tự lập hết trơn rồi nó không có chịu anh bảo bọc nữa bây giờ tụi nó thằng lớn đó, thì nó ra ngoài nó ở thuê cái nhà nó ở với đứa bạn gái của nó hai đứa nó sống như, như vợ chồng boyfriend girlfriend tụi nó nó đâu có ở với anh nữa đâu rồi còn thằng nhỏ thì bây giờ nó cũng kiểu như là Rài đây may đó bữa thì nó ở nhà bữa thì nó đi ra ngoài nó ngủ lang bây giờ nhà anh trống vắng những cái lúc mà hai đứa không có nhà một mình anh anh thui thủi thì mấy người bạn của anh cũng khuyên anh rồi ngay cả hai thằng con trai anh nó cũng nói anh nó nói là thôi bây giờ ba ba đừng có lo nghĩ cho tụi con nữa ba ba đi tìm hạnh phúc cho ba ba đi chứ bây giờ tụi con cũng không có nhiều thời gian dành cho ba ba nữa tụi con cũng sẽ có người yêu rồi cụ tụi con cũng sẽ có nhiều mối quan hệ bạn bè rồi chưa kể là tụi con á là có cái mong muốn là tụi con sẽ đi nước này nước kia đi du lịch theo kiểu dạng đi phượt á đi khám phá đó thì những cái hành trình tụi con đi như vậy á là tụi con sẽ không đi cùng ba ba tụi con sẽ đi cùng bạn đi cùng những cái người tuổi trẻ như tụi con cho nên những lúc như vậy là ba ba sẽ ở nhà một mình cô đơn lắm nếu như vậy thì ba ba đi tìm hạnh phúc của mình đi đừng có lo nghĩ tụi con nữa thì thế là bắt đầu cái gì thì cái anh hùng anh mới kể cho chị hương nghe thì lúc đó anh mới mũi là anh suy nghĩ đó quý vị ảnh mới thấy là những cái điều mà con mình nói rồi người ngoài người ta cũng nói khuyên ảnh thì thế là sau cùng cái gì thì anh hùng này ảnh mới quyết định là vứt bỏ tất cả ở bên mỹ ảnh mới trở về lại việt nam tại vì ảnh cũng nghĩ trong đầu ông nội ông hùng này cũng khôn tại vì ảnh ở bên mỹ anh làm hãng quý vị à thì nếu bây giờ anh về Việt Nam anh sống với chị Hương mà bây giờ cùng chỉ quán xuyến cái tiệm cháo này lâu lâu thi thoảng á, à, vài ba tháng về đây ở ba tháng đi ba tháng bốn tháng sáu tháng gì đó cũng được xong rồi quay trở về Mỹ ở ba tháng bốn tháng sáu tháng gì ở bên Mỹ với con thấy không thì anh chạy qua chạy lại vẫn được mà anh có quốc tịch Mỹ thì anh muốn đi qua đi lại chợ lúc nào mà chẳng được đúng không quan trọng là trong túi có tiền thì lúc nào cũng đi qua đi lại cũng được hết trơn á thì bây giờ tự nhiên khi không ảnh ngu dại gì ảnh không về đây cùng với tình yêu của ảnh là chị hương bây giờ bên đây chị hương cũng đề quê nhà cửa cũng bát ngát thấy không rồi tiền bạc thì cũng sủng sỉnh thì thế là sau đó vậy là anh hùng nè ảnh nói vậy xong thì chị hương đồng ý luôn và trong cái chuyến đó thì hai người tổ chức đám cưới quý vị ơi một cái đám cưới linh đình luôn đám cưới vừa xong một cái là anh hùng á là tặng cho chị hương một chiếc xe hơi anh hùng ở nhà tặng chị hương một chiếc xe hơi ảnh cho tiền chị hương mua một chiếc xe hơi bất kỳ và thế là sau đó là hai vợ chồng á từ ngày đó trở về sau là chị hương á là học lái ô tô xong rồi mỗi lần mà anh hùng trở về việt nam chơi á là chị hương á chỉ đưa ba má chỉ lên trên xe cùng với anh hùng luôn chỉ lái xe chỉ chở à, đi lên trên sài gòn đi chơi rồi đi đây đi đó đi vũng tàu chơi đồ là chỉ cầm lái không chị hương chỉ như đàn ông vậy đó quý vị à mà chỉ vừa đẹp vừa giỏi kiếm tiền mà vừa giỏi cái chuyện lời ăn tiếng nói nữa quý vị thấy khôn khéo chưa em nói vậy bởi vì nên người ta nói câu á đừng có vội mà đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài và cũng cũng đừng có khinh khi ai khi mà mình chưa biết được chuyện tương lai của người ta nó sẽ như thế nào ngày xưa lúc chỉ mười mười, mười mấy tuổi còn nhỏ đó ai cũng khinh khi chỉ trong cái xóm nước đen ai cũng nói xấu quá mày vậy mày ế dài luôn sau này ai mà lấy mày rồi sau này sao mà mày đi xin việc mày làm gì được mày xấu quá ai đâu mà cho mày làm phải không bây giờ đi xin việc là cũng phải cái giao diện nó cũng phải đẹp nha xấu quá người chủ người ta cũng đâu thích đâu không thì mấy bà ở trong đó ai cũng ai cũng trong xóm nước đen ai cũng bình luận nói là chị hương sau này là bế tắc chồng thì cũng không có con không có mà bây giờ đi làm cũng không có được công việc ổn định đâu tại vì với cái vẻ ngoài xấu xí như chung vô diện đó thêm cái nữa là kiểu như là nhà nhà nghèo nữa vậy ba chạy ba bánh mà mẹ thì bán có cái xe nuôi nhỏ xíu thì nghèo nữa thì ai đâu mà lấy Vậy mà quý vị thấy không Một mình chỉ lèo lái tất cả bên Em nói gì rồi câu chuyện này nêu mời kể Nó sẽ mang cái giá trị ý nghĩa và nhân văn Và nó cũng nhớ một cái màu Màu hồng màu happy ending Quý vị thấy rằng Chuyện đời khó nói được chuyện tương lai Bây giờ thấy một người xấu như chị đó Răng cỏ xịu xạo vậy vậy đó Nhưng mà những cái đó nó chỉ là vẻ bề ngoài thôi quý vị à Quan trọng là cái bên trong nè Mình có cái nội lực nè Mình có cái thần thái nè Mình có cái tư duy đầu óc nè Mình có tiền rồi Thì cái giao diện bên ngoài mình nó đẹp thôi bây giờ mình xấu chỗ nào mình đắp tiền lên chỗ đó ông bà người ta nói câu đó là đúng xấu chỗ nào đắp tiền chỗ đó thí dụ như giờ đang có xìu xạo đi chỉnh nha đúng không đi chỉnh nha là đẹp thôi đi chỉnh nha xong á rồi bắt đầu là chỉnh nha răng điều rồi bắt đầu bọc răng sứ vô thấy không đẹp thôi đẹp liền luôn rồi bây giờ mắt cái gì mắt một mí cắt thành hai mí à, chân mày nó xếp xuống thì giờ treo cung treo cung mày cho nó chân mày nó xếp lên lỗ mũi xẹp giờ nâng lên thành lỗ mũi cao lỗ mũi rè thì bây giờ cắt cánh mũi phải không bây giờ nó em nói gì cái thủ thuật gì nó cũng có trơn á quan trọng là có mơ này thì có tất cả mà thôi cho nên là may mắn là ông à, em nói gì rồi không ai đưa mình vô đường cùng cuối cùng thì chị hương ông tưởng đâu là bế tắc trong cái cuộc đời của chị ở tương lai vậy mà ngày hôm nay có ai nghĩ được chỉ là người cầm vô lăng lái xe ô tô bước lên bước xuống lên xe xuống ngựa rồi xong rồi xây nhà thì hai ba tấm rồi mua nhà riêng xây lên một căn nhà riêng vợ chồng mỗi lần anh hùng ở mỹ về việt nam là chỉ với anh hùng ở căn nhà đó rồi xong rồi có nguyên một cái hàng cháo hương cháo nổi tiếng ở dưới quê không ai biết được gì quý ông bây giờ một tương lai quy hoàng luôn trời ơi nêu mười thấy vậy nêu mười cũng chúc mừng giùm cho chị thiệt á hạnh phúc á vậy mà cuối cùng nó cũng lại đến với cuộc đời của chị hương cháo quý vị ơi và đây là một câu chuyện hay ho và nếu quý vị thấy hay thì có thể là nhấn like ủng hộ cho nêu mười và nếu quý vị thấy hay hơn nữa thì quý vị có thể là comment và chia sẻ cũng như là tương tác vào trong cái video này chia sẻ cùng với cái cảm xúc của quý vị là khi mà nghe nó cùng với nêu 10 TV quý vị nha. Cảm ơn quý vị cô chú anh chị mình rất nhiều. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video